Dạ rồi, hello tất cả anh em nhé. Hôm nay em Huy xe vừa mới về được con CB300R, xe màu đỏ ha. Thì mấy bữa nay mình về được mấy con màu đen thì mình đã quay hết cho anh em xem rồi. Bên trong kia đang xếp ngăn nắp luôn ha, màu đen. Hôm nay mới về được một em màu đỏ đây. Thì vẫn như mọi khi thôi, xe lướt đẹp. Ở đây xe của mình đăng ký lần đầu là 2020, hai chìa khóa, hai kiếng đầy đủ hết nhé. Đây, mã vạch các thứ là còn nguyên cho anh em mình luôn này. Đó, lốp là cặp lốp zin theo xe. Đó, lốp trước sau zin theo xe, bố thắng zin, nhông xuyên đĩa zin theo xe, tất cả luôn, không có chưa từng thấy ha. Có đồ chỉ có 6.000 km thôi. Nước sơn cũng zin 100% cho anh em mình, không có sơn lại ha. Rất nhiều anh em cứ hay thắc mắc bảo sao Huy bữa nay quay toàn xe lướt đẹp, thì đúng rồi anh em ạ. Kênh mình chuyên quay xe lướt nhé, chuyên bán xe lướt, bên showroom mình cũng vậy, chuyên xe lướt. Anh em để thấy ha, ốc tán rất là sáng, những chất xe đẹp như này trên thị trường nó cũng có anh em ạ. Nhưng mà con này của mình hôm nay mình để cho anh em với giá là 89 triệu, xe biển 60, thành phố Biên Hòa. Anh em mình bây giờ về sang tên ở đâu cũng chỉ 1% thuế thôi nhá. Bô zin đuôi zin hết cho anh em mình luôn, đẹp đét, không có chảy xước gì ha. Đó, ốc tán sáng đẹp luôn này, bố thắng này, zin này, chất xe của mình tầm cỡ 90% đấy. Đây, xe rất đẹp, bình xăng bình chiếc này, không có chảy xước gì nhá, nguyên zin cho anh em mình luôn, sơn zin. Con này mình bán 89 triệu xe khoảng 90%. Mọi chức năng của xe là hoạt động bình thường hết nhé, không có lỗi lầm gì hết. Để mình đề cho mình ABS hay tất cả mọi thứ đều hoạt động bình thường. Đây là khu vực mâm lửa ha. Anh em được thấy là nước sơn này. Đây, rom ký lại này, thấy không? Không một vết chày luôn. Cái này chỉ một cái bẩn thôi. Bụi bám nước sơn zin này. Thì anh em nào mà muốn mua những xe rẻ hơn 7 mấy 8 mấy thì bên mình cũng vẫn có nhá. Thì nay mình để cho anh em con này với giá là 89 triệu. Số điện thoại và địa chỉ mình luôn luôn để dưới phần bình luận và mô tả nhé. Odo là 6.300. Số điện thoại 0974847553. Địa chỉ cửa hàng 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Di An, Bình Dương. Mua bán là có cam kết bảo hành cho anh em mình nhé. Máy móc nguyên zin, không tai nạn đâm đụng. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu mua các mẫu này hay là muốn trao đổi thì liên hệ qua số điện thoại nhé. Dạ. Thì clip của em xin dừng đây thôi. Anh em nào mà muốn xem chi tiết tất cả các dòng xe bên mình cứ nhắn tin qua Zalo ha, em sẽ gửi chi tiết cho anh em mình.